Từ từ chờ chút, con chưa tới lượt con mà. Con nay con đi đâu á? Con đi đâu á? Con đi đâu? Trời, con đứng làm gì vậy? Trời ơi, con ngồi kìa. Có được đời không? Được đời không? Trời, ê, móng tay mới sơn đâu, cho cô chú coi coi. Cho cô chú coi. Hả? Té nha. Ờ, té đó. Cho mẹ con móng tay mới sơn coi. Đưa móng tay mới sơn coi coi. Chị đi, can I see your nails? Đưa móng tay mới sơn mẹ coi coi. Coi coi coi. Wow, đẹp ghê á. Trời ơi, trời trời trời, nắm tay người ta nữa gì vậy? Jackson. Hi Jackson. You ready? He's very gaggle dependent and it's been about a year since he's been Okay. So he said he's gonna go for the ring without the goggles. Trời ơi, trời ơi, đúng làm cái gì cả nhúng bên tay trời. Trời ơi. Ồ, bữa nay hên quá, chay bơi bơi ở đây. Để coi. Chú, đúng rồi. Nay bơi với ba anh trai lớn không hay không? Wow, quá dữ luôn. Sạch sạch. Lâu quá muốn quay cho cô chú coi chay bơi. Wow. Này học với ba anh đứng chảng luôn. Ba anh này chắc là 5, 6 tuổi, 7 tuổi rồi nè. Dữ nha. Thế coi cô bữa nay học bơi được quậy gì ta nha. Lâu quá cô chú chưa có coi chạy bơi. Trời ơi trời, khoe cô giáo mới sơn bóng tay. Được đời không, khoe cô giáo mới sơn bóng tay rồi. Đi cô hạnh gì vậy? Cô chỉ chắc thở lội bơi vậy ra. Trời, ai cũng có goggle đó, tôi đã dặn cho nó rồi là nhắc mẹ đem theo kiến bơi nha. Nó cũng nó dạ đã rồi, chút nó không nhắc. Giờ tới ba cái kiến bơi của ba anh này mới nhớ. Lúc nào đi vẫn quên kiến bơi của nó. À, cùng nhau lặn thật. Trời, tóc ngắn mà bị ướt nhìn mắc cười không? Ra chào bữa nay có máy 73 rồi. Này tóc ướt rồi thành ra máy 73 rồi. Chọc con ta đó, chọc con ta đó. Trời 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 trời, nó ngồi sát cho cái chọc đó. Cười nữa. Nó mặt quá kìa. Anh đã biết tới lượt bơi là ha, đeo mắt kiến vô đàng hoàng ha. Chắc hết năm nay chị mới biết bơi quá cô chú à. Hết năm nay mới biết bơi từ chỗ này qua chỗ kia quá. Khóc rồi, hụt rồi, hụt. Trời ơi, dữ giờ. Cô trai giỏi chưa. Trời, cô thả tay ra luôn á, trời ơi, cô thả cái tay ra luôn. Wow, hay dữ vậy ta.
list. Ủa gì vậy? Chuyện gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chuyện gì vậy? What's wrong? Cái gì vậy? Cái gì mà mâm vậy? Ủa cái gì mà mâm vậy? Cái gì nữa? Đứa nào làm gì dưới hồ bơi nữa hay gì? Ai làm gì hồ bơi vậy? Cái gì vậy trời? Ủa là sao? Trời đất ơi. Ai làm gì với hồ bơi phải không? Đứa nào ỉ vô trời, có đứa nào ỉ với hồ bơi nữa rồi. Khổ dữ rồi trời. Cái này hồ bơi nè mọi người nè. Đó. Trời đất ơi. Thôi luôn cái gì nữa. Hàng chi làm đi nó chạy lên y như là. Ôi cha ơi, nhỏ mới bơi vừa học cái đầu xuống. Cô thấy khổ cô chú là ai ói, hình như mấy đứa nít nó ói thì phải, chắc cho tụi nó mấy đứa còn nhỏ quá đó, cái xong cái cho tụi nó cứ lặn cứ hợp miết vậy đó, cái nó ọc đồ ra, nó ói ra này, ói ra chứ không phải ỉ đâu. Trời đất ơi, làm cái đám đứng kìa, lên y như là chuẩn bị là đầy giặt tới kéo lên ngầm không. Ăn no quá tội nghiệp, ăn no quá cái đè xuống hộp nước cái ói ra này nè. Trời đất ơi, cứ bị hoài nha, nhưng mà cũng khổ, bị cái này thứ nhất người ta phải thay nước nè. Rồi á hả, là bắt đầu hả, người ta cũng bị nghỉ dạy luôn. Make up rồi, bây giờ là cái lớp này là giống như là bây giờ phải... Mà mỗi lần như vậy á hả, là hả, thứ nhất là mấy cô này không có được học nữa nè. Rồi nước là phải thay hết nguyên hồ nè, rồi mấy cô này phải nghỉ dạy nguyên một cái ngày nay chừng nào nước vô được ấy nè, rồi mấy đứa này phải tốn tiền cho nó ấy lại lần nữa. Trời ơi, thiệt cái chứ, khổ thiệt cái chứ. Rồi ta đi về hả trời. Trời đất ơi. Đi về con. You have so much fun. Rồi ok, let's go. Go in. Trời ơi, nhỏ chưa được tắm gì chút xíu, tự nhiên nó đi lên đó con ha, làm sẵn hồn mấy con ha, mẹ sẵn luôn quá trời. Bước vô đây, phòng này nè, phòng này. Bước vô đây đi. Gì đây, thôi phòng này dơ quá, thôi đi ra. Phòng này dơ quá, vô phòng này đi. Rồi phòng này nè, mày nè. Ủa con tính làm gì vậy trời? Ồ, con bỏ cái ghế, cái gối này để cho con nhảy xuống đừng có đụng đầu hả? Trời đất ơi, coi được không, nó vô. Trời ơi, con biết rồi, đất ơi, có ai đời không? Ai đời không? Hèn chi tôi thấy, tôi ngồi tôi làm việc mà tôi thấy nó chạy ra, nó chạy cho nó dục cái gì ở dưới này. Bây giờ tôi mới thấy nó chuẩn bị gối để cho nó nhảy xuống, nó đừng có đụng đầu, nó đau, có được rồi. Ai dạy con á? Ba dạy. Ôi trời. Hồi nãy á, tự nhiên nó đang đứng ở đây nè, cái nó quay người lại lần sau đó, nó quay vậy đó, cái nó nhảy xuống dưới đây, cái Ngọc nó ủa sao con làm gì vậy, nó muốn flip, có nghĩa là nó muốn quay ngược cái đầu lại đó cô chú. Ngọc nói trời đất ơi, con muốn quay ngược lại là con phải có kỹ thuật đồ đàng hoàng chứ con đâu có thể mà tự mình làm gì. Trời đất ơi, chạy rồi là chạy. Thu du gì? I told you I won't hurt my head. Ok, con biết rồi. Trời ơi, đi vô lấy gói nữa. Nó nói là con đã nói mẹ rồi mà con bỏ gói dây là con không có bị đau đầu đâu. Thôi để phụ nó cái chứ mắt nó bị gì, cái cuộc đời tôi là tình ơi xin ngủ yên luôn á. Đây để mẹ phụ cho. Rồi, ủa, nhảy xuống rồi ngủ luôn rồi hả? Nhảy xuống rồi nằm ngủ luôn rồi hả? Công chúa. Úsa. Đó, thôi. Nó nghe nè, con chơi con phải cẩn thận. Tết nhất sắp tới nơi rồi. Mà con không cẩn thận là có việc nghe chưa. Còn cái này là xăm này Ngọc mới mua chiều nè, cái này để cho Ngọc uống á, mà hả chưa kịp dẹp vô nữa đây. Trời ơi, chơi cái trò gì mà tự đi sắp ghế. Cô chú hai ngày nay không có video cho cô chú coi, nói chung cũng hơi bận rồi hả. Mấy cô chú mua nhị hoa ngày tây á, nói là nhớ chay quá quay chay đi. Ngày nào làm gì chay, ngày nào cũng đợi chay coi hết á. Wow,
Wow. Cô chơi vậy đó, cô chú nó chơi vậy mà nó chơi được hay ghê. Cô chú có thấy cái video clip mà nó đi bơi mà nó khèo khèo, nó khiêu khiêu quá, quẹt quẹt người ta chưa? Hẹn chút nó add lại vô cái video clip này cho cô chú coi. Nó khiều, nó quẹt, nó nhúng, nó nhảy, nó không chịu đứng im luôn á. À, giống như là hiện tại bây giờ là 9 giờ mấy tối rồi nè. Là Ngọc á, cái quần underwear của Jay là tối là Ngọc không bao giờ mặc nha cô chú nha. Nếu mà cô chú anh chị nào mà biết á, tối khi nó ngủ mình đâu có cần mặc mấy cái đó làm gì. Được á, được đời không? Tối ngủ cho nó mặc quần ấy cho nó thoải mái. Tại nhưng mà biết sao không? Tại vì có cái cô kia cũng nhắn tin cho Ngọc, cô nói là tại sao không mặc đồ underwear, đồ lót cho Jay. Ngọc nói ủa cô ơi, con mặc, hình như là con nhớ là con mặc đồ lót cho con Jay lúc đó là nó có khoảng 1 tuổi, 1 tuổi rưỡi rồi đó. Chứ đâu phải là không có mặc cho nó đâu, mà không biết của cô ở đâu, của con thì sao mà cô nó không có mặc cho nó không biết. Nhưng mà tối là tuyệt đối Ngọc không bao giờ mặc buổi tối, mặc chỉ ban ngày thôi. Buổi tối là để cho nó thông thả, cả con người mình cũng vậy các bạn, cả người lớn cũng vậy. Tối để cho nó thông thả. Gò bó quá cũng đâu có được đâu đúng không? Nó là nít mà. Trời đất ơi. Tối để cho nó ấy cho nó khỏe chứ. Sao con? Con coi chừng con đau nha con. Ờ mà sao ai chỉ chơi trò gì kỳ vậy? Chắc tôi đập con này quá. Kỳ ghê á. Đáng đời thấy chưa? Cái lỗi của ai? Hả? Không, mẹ không. Mẹ không được nói vậy hả? Ôi trời trời trời, ủa chứ tao đập á. Ờ đập á. Ủa chứ cái đó là lỗi của con mà. Đó cái cạnh này là mẹ nói là để một chút nữa mẹ cất. Cái cạnh này là nó nhọn lắm đây nè, ngay cái mấy cái này nó nhọn nè. Rồi, lấy đây. Rồi ba chút nữa ba làm việc xong cái ba dọn cái chỗ đó cho mẹ. Mai mình có khách nè. Mai ông ngoại tám qua. Ông ngoại tám, ông ngoại tám ba của thằng Ryan á. Cứ biết thằng Ryan không? Dạ. Xạo con có gặp nó đâu bây giờ đâu biết. Ừ. Ba con ra anh đó. Bữa nào về Việt Nam đập chân ra anh trận nha. Hả Trai? Bữa nào về Việt Nam đập chân ra anh trận đi. Nó đập cái con Trai này nó kỳ ghê luôn á. Đứng lên. Ngày mai ông ngoại tám qua chơi với ngoại tám nha. Hả? Trời ơi, mai Trai có khách nữa rồi ta ơi. Lâu lắm rồi Trai không có gặp lại ngoại tám đó. Lâu lắm luôn rồi đó. Ông ngoại tám đúng rồi. Ngày mai con nói hello ngoại tám nha. Nó con Trai nè. Đã đi. What? She's being bad. Are you being bad? I'm sorry. Are you sure you're sorry? Because we can remedy that. Hồi sáng này đáng lẽ bữa nay là cái ngày nó đi học nhạc mà quên cho nó đi học nhạc luôn cô chú ơi. Trời ơi, lăng xăng nhớ, mới đầu là nhớ tới ngày đi học nhạc, cái xong mà cái tự nhiên cái tới ngày tới giờ cái tự nhiên cái về nhà luôn, không nhờ chổng chở nhỏ đi học nhạc luôn có được đời không. Rồi quên nữa, tới giờ ăn rồi. Ăn lên ghế ngồi sao? Lên ghế ngồi cùng mẹ đây con yêu. Lên ghế ngồi con yêu. Không yêu. Con yêu lên ghế. Em yêu. Con kêu mẹ bằng em yêu hả? Trời đất ơi, à, hay dở không cô chú? À, bây giờ Jay sẽ ăn ăn cơm với lại noodle với lại canh của cái sabu. Rồi thả miệng đi sabu. Nóng không con? Bắt nhỏ thôi, nhỏ. Nhỏ thôi sà bu. À cái đó là Mario. Chay này mẹ làm đồ ăn ngon, ăn cơm ngon lắm cô chú ơi. Mẹ thấy nè Mario. Cô ổng giỏi ghê chưa cô chú? Giỏi ghê dữ ta. Giỏi kinh đó hè.
That's a green guy. Oh, green hả con? Oh, trời ơi, giỏi. Oh, trời ơi, giỏi. Quá giỏi luôn cuộc đời. Dạ, dạ. Ồ, cái đó ai vậy con? I don't know, mom. Con biết hả? Cái này là ai vậy ta? Cái này là... Thôi mẹ cũng không biết luôn. Cái... Oh, Rosalina. Rồi, cái này là Princess Daisy. Ồ, có tên hết đó con. Mà con biết sao? Bởi vì con phải học chữ. Con phải học ABC thì con mới biết đọc đọc tên của Princess Daisy. Con phải học chữ thì con mới biết đọc tên của mấy cái công chúa, không biết không? Gì nữa? Ồ, cái đó là Wario. Con đọc đi, Wario. Ai nữa? À, cái gì? Waluigi. Yoshi. Yoshi hả con? Cái đó là Yoshi. Yoshi? À hả? Crazy Crab. Yoshi. Còn ở đây là Todd. Là gì đó mẹ không biết nữa. Todd. Donkey Kong. That's a monkey. Donkey Kong. Còn còn cái con này là con gì? Jessica Hoyren. Diddy Kong. That's a monkey. Princess Peach. Peach. That monkey is Princess Peach. Peach. Peach, Dad. Princess Peach. Peach. Quá rồi. Đó, tại sao lại như vậy hả? Con này từ giờ cho tới ngủ là nó phải thay hai bộ đồ nữa. Ăn ha, ăn xong rồi cái tới hả? Bây giờ phải cho ăn xong vô đánh răng xong rồi thay bộ đồ mới đi ngủ. Cho nên tại vì mỗi lần đánh răng xong là đồ nước nhẹp à. Trời ơi, ông dũi dữ ta. Ông dũa ghê ta. Lau rồi không có quay chay ăn cho cô chú coi. Tại vì lau từ nào mẹ thấy là cái con này tên là Pyrena Plant. Cái này tên là Grumba. Tại vì bữa giờ chay ăn không giỏi nên là mỗi lần đút nó ăn mệt mỏi lắm. Mà bây giờ tự nhiên bữa nay dũa ghê. Shy guy. Này hát miên ra con. Giỏi. Cái con này tên là Chip Chip. À, con Chip Chip. Cái con tên là Mushroom. Mushroom hả con? That's a little mushroom. Con này tên là Shiba Chow. That's a house. Oh, that's a house. Oh, that's a house. Mẹ nói tầm bậy không mà hao. Mà mẹ nói Shiba Chow. Lại lên. Ta under on a magic carpet ride. Trời ơi, giờ này mà chay ăn cái này xong rồi bụng chay ngủ cứng ngắc luôn cô chú ơi. Ngủ một chút nữa tối cái rảnh với mẹ mạch xa ha. Mẹ mạch xa body ha. Nước không con? Con mở được không? Đó mẹ ơi, mở một con. Mẹ dựng ra cái này. Trời ơi, cái bình này nè cô chú nè. Cái bình này mà mua trong Costco á, hai cái có 5 đồng mà, cái bình này rẻ dữ không biết. Không ai biết có Costco con còn bán không, đi mua về gửi cho ba Ly bên Sình uống không biết. Không. Hồi nãy một cái hành động của chay mà mẹ rất 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 là thích. Là hả, mẹ nói chay ha là gửi cái này cho ba Ly nha, gửi cái này cho bên Sình nha chay. Dạ. Một cái hành động của chay mà làm mẹ rất là ngưỡng mộ và mẹ cảm thấy con của mẹ được nên được tán thưởng. Tại vì con của mẹ biết chia sẻ đồ chơi và đặc biệt là đồ chơi cho ai? Ba Ly với Vincent á hả, là hai người anh duy nhất trên đời này của chay đó. Mà có cùng chung máu mủ đó. Đó, đúng rồi, cái này là cho. Đúng rồi, gửi này về cho Bali với bên Sành nè. No. Hả? That's mine. À, cái này của con, cái của Bali bên Sành là mẹ cất rồi. Nhưng mà mẹ chỉ nói cho cô chú biết thôi, hiểu không? Bởi vậy mẹ con làm mẹ vui lắm. Con chia sẻ đồ chơi. Disney Store. À, cái con đó tên là Jake. Đó. Bali với bên Sành đó hả, là hai người anh duy nhất á. Chị nhất và thân thiết nhất trong cuộc đời. Cái này hả, tên là Ice Cream. Cái này tên là cái gì đây, Marceline gì đó. Bởi vậy hả, con phải thương anh Bali với anh Vincent nhất nha, chứ khiến bị đạp. Con này nó ưa vậy đó. Daddy, daddy kìa, daddy look at you kìa. Coi cho cô chú con đang uống cái gì á. Đổ nha. Đổ chay à, chay.
Cô chú quay chay đang uống trà sữa. Trà sữa này của Nhật Ngọc mua. Nó uống nó khoái cái này. À cái con này tên là Fern. Mommy, mommy. Đứng đàng hoàng, ăn đàng hoàng. Oh, you bought me. Hả? I have a question for you. Yes. JD, are you excited for Florida? Con có thích? No. No. Okay. JD, con có muốn đi Florida không? Ủa không đi thôi, mẹ với ba đi con ở nhà nghe. Mẹ sẽ. À, con ở nhà với Audrey, ok. Rồi giờ ăn đó chưa? Rồi ok, bây giờ bye bye cô chú đi. Bye bye cô chú. Chúc cô chú ông bà. Đúng rồi, bị gió cái coi. Mặt giỡn dữ lắm, giỡn ghê hồn giỡn lắm. Em lớn xin rồi.